Văn Toàn háo hức đi Jakarta sau khi ra mắt câu lạc bộ Hàn Quốc. Sáng ngày 4 tháng 1, tuyển Việt Nam di chuyển đi Jakarta, Indonesia. Cùng thời điểm này, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cũng ra mắt trực tuyến đội bóng Hàn Quốc. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn háo hức nhất trong số các cầu thủ đi Indonesia chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Sáng ngày 4 tháng 1, anh đã ra mắt trực tuyến đội bóng ở K-League 2 của Hàn Quốc, Seoul Airlines. Trò chuyện với Dinh, cầu thủ này vui vẻ và hứng khởi cho biết anh chưa có số áo ở đội bóng mới. Văn Toàn đã gửi lời cảm ơn Hoàng Anh Gia Lai và Bầu Đức vì những năm tháng được đào tạo và thi đấu ở đội bóng phố núi. Một cầu thủ khác của Hoàng Anh Gia Lai cũng vui vẻ sau trận thắng 3-0 trước Myanmar là Châu Ngọc Quang. Ngọc Quang có bàn đầu tiên cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022. Cú sút xa của cầu thủ sinh năm 1996 được đánh giá rất đẹp. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh tranh thủ nhắn tin và lướt tin tức trước khi làm thủ tục ra xe buýt và lên máy bay. Cầu thủ mang áo số 2 đá chính trong trận thắng Myanmar tối ngày 3 tháng 1 trên sân Mỹ Đình. Quang Hải và Thành Chung vừa đi vừa trò chuyện. Cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Pau ở Pháp tranh thủ uống một ít nước dừa trước khi lên chuyến bay đến Indonesia. Luôn trong tâm trạng lo lắng cho các học trò, huấn luyện viên Park Hang-seo làm thủ tục xong và đứng ngay cửa để quan sát. Ông thường là người rời đi cuối cùng để an tâm về toàn bộ thành viên của đội tuyển. Tuyển Việt Nam sẽ bay thẳng đến Jakarta trên chuyến bay Việt Nam 631 với hơn 3 giờ bay. Đây là chuyến bay thẳng duy nhất trong ngày từ Việt Nam và xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, cả đội đã bay vào đây ngay sau khi trận đấu với Myanmar kết thúc.